Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từng thực hiện thông tim can thiệp cho hàng ngàn bệnh nhân bị hẹp hoặc tắc nghẽn động mạch vành. Trong đó, phân nửa số bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng nói là bệnh viện từng cấp cứu nhồi máu cơ tim cho những người tuổi đời còn rất trẻ. Em mệt cái ngăn đây nè, rồi thở không được, là lúc đau nó cũng không nghĩ về là bệnh tim. Vì hồi đó giờ mình chưa có bị lần nào. Đang đi làm dỡ nhà cho người ta, ngồi xuống uống cà phê tự nhiên mình mẩy cái nó hai cái chỗ này nè, nó tê cứng như hai cái giò tê cứng ngắt luôn. Ta nói là bị hạ canxi, mới kêu cái anh chủ nhà đó chở đi bệnh viện. Giới chuyên môn cũng cảnh báo bệnh nhân nhồi máu cơ tim trẻ tuổi là do chủ quan hoặc nhầm lẫn dấu hiệu bệnh với các bệnh lý khác nên thường đến cơ sở chuyên khoa muộn. Chính vì vậy việc cấp cứu điều trị gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân Cường và bệnh nhân Long Hồ đều là do nhồi máu cơ tim cấp. À, thì bệnh nhân đều có hút thuốc lá. À, khi mà mình hút thuốc lá như vậy thì nó sẽ làm cho cái lớp nội mạc mạch máu nó bị tổn thương. Thì khi đó những cái hạt mỡ, những cái lipid máu nhỏ nó dễ bị len lỏi qua khỏi cái thành mạch, nó lắng động ở cái lớp trung mạc, rồi sau đó đến một cái lúc nào đó nó đủ lớn, nó vỡ ra, nó gây cái hội chứng mà bệnh cấp. Hiện nay bệnh nhân mắc các chứng cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu ngày càng trẻ hóa. Đó là những yếu tố nguy cơ tim mạch chính dẫn đến bệnh mạch vành. Để giảm nguy cơ này thì cần quan tâm kiểm soát rối loạn mỡ máu, điều trị tăng huyết áp, tiểu đường, ngừng hút thuốc lá.